Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con tủ lạnh Toshiba hàng nội địa. Hiện tại các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nó đang là báo lỗi, nhấp nháy hai đèn. Thì các bạn để ý cho mình cái nhấp nháy này và các bạn sẽ đếm cái đèn nhấp nháy để các bạn tìm ra cái lỗi nó các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đếm này. Thì các bạn tính theo từ trên nóc tủ xuống thì thứ tự của nó là sẽ là tính từ trên xuống. Bây giờ mình sẽ đếm theo cái độ nháy này. Đấy, trên 1, dưới 2, 3. Có nghĩa là nháy trên một cái, dưới ba cái. Thì theo cái nhấp nháy này thì bên mình cũng có cái phần tài liệu về cái mã lỗi của cái tủ nhấp nháy theo cái nháy đèn. Thì anh em có thể vào dưới phần mô tả để các bạn bấm vào đó các bạn xem nó là lỗi gì. Thì đồ mình đã để ở đây rồi, rất là lạnh nhưng mà báo lỗi như thế này. Đá thì vẫn rơi nhưng mà lại bị tan ra và dính vào nhau nhé các bạn nhé. Cái lỗi này thì nó giống cái lỗi mà nó hiển thị số là H71 các bạn nhé. Thì cái video H71 của mình cũng làm rất nhiều về cái lỗi cái kiểu như thế này. Thì cái lỗi nháy đèn này nó giống hệt cái mã lỗi H71 của mình. Thì anh em nào mà có thể vào xem lại cái lỗi H71, hoặc là bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra luôn để cho anh em biết cái lỗi nháy đèn này là nó cũng giống như lỗi H71. Thì các bạn lưu ý là tủ tô thì nó có hai dạng báo lỗi. Một là báo lỗi bằng nháy đèn như thế này. Hai là báo lỗi hiển thị số. Thì hai cái bảng mã lỗi này nó hoàn toàn khác nhau nha các bạn nhé. Mình không thể áp dụng giống nhau được. Ví dụ như là con này nó nháy đèn là ví dụ là 7 trên 1 dưới thì nó không phải là lỗi H71 như ở cái mã lỗi hiển thị số kia. Đấy, và cái này cũng thế này. Cái này đang nháy là 13. Đấy, 1 trên và 3 dưới thì cái mã lỗi này nó lại là một cái mã lỗi lại giống mã lỗi H71. Đấy. Thì để sửa cái lỗi này thì mình sẽ tháo ra kiểm tra phần là ống sấy và con sò dương. Cái này là nó liên quan về phần xả băng, cho nên là anh em sẽ tiến hành kiểm tra như phần xả băng thôi. Thì con này nó là tủ 5 cánh này các bạn này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra con tủ 5 cánh này, cách tháo ở đâu và kiểm tra như thế nào các bạn nhé. Vậy là bệnh này mình sẽ tiến hành tháo hai ngăn đá này ra các bạn nhé. Tháo hai ngăn đá và để đo xem con sỏi dương còn không. Để rút điện, tạm thời rút điện nó ra. À, lạnh, rất là lạnh luôn các bạn nhé. Rút điện nó ra để đo con dương. Đá vẫn rơi rất đẹp. Cái này cũng làm lại ga anh em nhé. Giờ chỉ cần tháo cái hộp hộp điện ra rồi anh em đo con dương là ok. Nếu mà đo con dương mà nó đứt thì là mình sẽ tháo tiếp. Còn nếu mà con dương mà đo không đứt thì là mình sẽ xử lý ở mạch thôi. Ok nha các bạn nhé. Thì các bạn tập trung tháo ở ngăn đá là đầu tiên. Ngăn đá rơi. Chỗ đấy là nó có một góc hộp mạch để đựng dây điện. Thì các bạn tháo đấy ra và các bạn đo ở đấy trước. Để đỡ mất công tháo ra nhiều các bạn nhé. Như vậy là cái hộp điện nằm ở phía trong này các bạn này. Thì nó là một ngăn đá rơi. Anh em hãy tìm cái dây của cái con xò lạnh đó, xò dương đó để các bạn đùa. Bây giờ mình đang tiến hành đo các bạn nhé.
đo một giắc xem nó là giắc nào, là giắc ở dưới, giắc là giắc ra ra ngoài. Đoán lúc nãy cái vườn nào về thông gì? Đoán lại cái giắc đi xem nào. Đây như là con dương nó vẫn còn này các bạn này. Bên đây nó đang về không. Như vậy là không phải là do ở dưới, không phải do ở trong tủ nữa rồi các bạn nhé, mà nó sẽ là do ở mạch. Như vậy là các bạn đo cái dây cặp màu đỏ này, đỏ với xanh này, cái giắc to nhất này, mà nó thông thì là con sò dương vẫn còn nhé. Nhưng lẽ là mình đo là nó thông, nghĩa là nó vẫn còn đây, mình sẽ không phải tháo ra nữa. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra mạch thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại và quay ra phía sau để kiểm tra mạch các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái hộp mạch này ra các bạn này để xử lý cái lỗi 13. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay con relay này các bạn nhé. Đây, trên mạch này có một con relay này. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay và lắp con này vào. Đây là con rơ le này, rơ le của nó vuông và ngắn hơn nhé, con rơ le của mình nó dài hơn, đấy, rơ le của mình nó dài hơn này các bạn này, đó, mình vẫn lắp được hết nhé. Các bạn là tháo vào cái vỉ mạch điện khác ra. Cái mạch con rơ le này nó thiết kế rất nhiều chân nhé, nên anh em lắp con rơ le nào mà chân nó lệch hay như nào các bạn có thể lắp lỗ tương tương đương khác. Nó có thể đây, con này nó có chân lệch này, chân vuông, chân ngang, chân chéo. Ok, thì mình chỉ việc đánh sạch đi thôi và lắp lại nhé các bạn nhé. Cái này lắp lại thì lại phải để đến 8 tiếng sau mới phát hiện ra được. Ok, xong. Như vậy là bệnh này là bệnh rơ le anh em nhé. Đo con sò dương ok thì là bệnh rơ le. Bây giờ mình chỉ việc lắp vào thôi. Còn là video này chắc không phải test nữa, thì là hôm nay tức là phải ngày sau mới biết được. Còn đây là quay cho anh em để anh em biết cách làm thôi. Như vậy là tủ đã hết lỗi này, này anh em này. Đó. Các anh em là cứ phẹt theo như vậy là ok nhá, vẫn chứng bia ok luôn. Đấy. Rồi. Như vậy là đã